Z-Dragon và Lisa trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ sĩ Việt cover. Sơn Tùng lên tiếng phủ nhận nhưng nhiều năm vẫn bị mỉa mai. Kiều Bảo Trâm làm giết nó ố dề, từ được khen ngợi đến gây tranh cãi. Khi mà Trâm sang Thái, mỗi lần mà đi xem show Blackpink á, mọi người cũng nghĩ là Lisa. Xong rồi đi vào trung tâm thương mại, mọi người cũng tưởng Lisa, mọi người cũng gọi. Tài năng và phong cách có lẽ là hai tính từ chính xác nhất để miêu tả về Z-Dragon và Lisa. Hai ngôi sao hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc không chỉ tạo ra sức ảnh hưởng với công chúng nước nhà mà còn vươn ra toàn cầu. Không biết có phải vì quá mến mộ hai nhân vật này không mà có nhiều nghệ sĩ Việt thường xuyên cover lại từ phong cách thời trang cho tới biểu diễn của CD và Lisa. Sơn Tùng MTP. Ai cũng biết Sơn Tùng suốt nhiều năm qua vẫn luôn bị mỉa mai là Z-Dragon Việt Nam. Thiết nghĩa danh xưng này chẳng có gì đáng để tự hào, bởi lẽ khán giả đang ám chỉ ca sĩ gốc Thái Bình học hỏi quá nhiều từ ngôi sao xứ Kim Chi. Trong khi đó, chính anh từng trả lời phỏng vấn rằng bản thân không thần tượng ai và cũng không học hỏi từ Z-Dragon. Tuy nhiên, vẫn thật khó để khẳng định rằng Sơn Tùng không lấy cảm hứng từ trường nhóm Big Bang, bởi lẽ từ cách kết hợp trang phục phụ kiện cho tới biểu cảm cùng phong cách trình diễn của Sơn Tùng, đâu đó luôn có một sự phá cách và chất ngông nhưng đến từ Z-Dragon. Không chỉ là học hỏi xương xương mà thậm chí nhiều lần, giọng ca chúng ta của hiện tại còn bê nguyên một cây đồ giống hệt CD lên sân khấu, những kiểu mũ lông, áo choàng lông đồ sộ độc lạ tưởng chỉ có mình MTP mới dám mang đi trình diễn, hóa ra lại được Z-Dragon ứng dụng từ lâu. Chưa dừng lại ở chuyện trang phục, đến kiểu tóc của Sơn Tùng cũng được cho là thay đổi theo nam thần Hàn Quốc, nên nhiều khán giả châm biếm rằng muốn biết MTP comeback với diện mạo như thế nào thì chỉ cần ngó sang CD xem là biết. Cũng chính những tiền lệ xấu này khiến cho Sơn Tùng dù cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi những sự mỉa mai, công kích từ dư luận. Thiều Bảo Trâm. Bên cạnh kiểu tóc đặc trưng, Thiều Bảo Trâm còn thường xuyên đu theo Lisa hay Josie trong khoản trang phục săn nhiều ai từ na ná để có chip moment với thần tượng xứ Hàn. Ban đầu, sự thay đổi này của cô được khen ngợi rằng giúp nhan sắc thăng hạng, sự nghiệp lên hương. Từ danh xưng Lisa Việt Nam được công chúng đặt cho, Thiều Bảo Trâm thể hiện sự khéo léo khi liên tục cho thấy mình là fan cứng của Blackpink nên càng được lòng khán giả. Thế nhưng cái gì làm quá nó thường ô dề, nhiều khán giả cảm thấy nữ ca sĩ như lạm dụng cái bóng của Lisa để rồi cover lại quá đà. Từ sự yêu mến, ngưỡng mộ, cô nàng như đang lợi dụng hình ảnh của người khác để tăng fame cho bản thân. Cụ thể như việc hồi tháng 7, Lisa đã tham dự show diễn của Celine và diện thiết kế mới nhất chưa được mở bán của nhà mốt đình đám này. Vậy mà chỉ sau ít ngày, Lisa Việt Nam đã mặc một thiết kế áo của Yếm Y Trang, cách phối đồ tương tự và xách theo chiếc túi Celine phiên bản cũ hơn. Rõ ràng, đây không chỉ liên quan đến vấn đề yêu mến hay thần tượng mà còn đụng chạm tới chuyện sử dụng hàng pha ke của một nghệ sĩ nổi tiếng. Mê idol đến đâu thì cũng không nhất thiết phải bắt chước họ, diện cho bằng được thiết kế na ná, bất chấp đó là hàng giả. Carrick. Trước đây, Carrick từng thực hiện bộ hình dắt cây đồ hiệu từ đầu tới chân, nhưng lập tức khán giả đã kết luận nam rapper mô phỏng nguyên phong cách của idol xứ Hàn. Từ chiếc áo huýt kết hợp giày hai màu độc lạ của trường nhóm Big Bang cùng mũ rộng vành và túi Chanel làm người hâm mộ không thể không liên tưởng tới Z-Dragon. Trong một lần khác, Carrick cũng gây chú ý với combo áo và tóc giống hệt GD, anh diện blazer đỏ, form rộng. Ngoài ra, đáng chú ý nhất chính là kiểu tóc mullet được thủ lĩnh Big Bang Nam C nhiệt tình cũng được Carrick ứng dụng. Tuy nhiên, Carrick lại không vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận như Sơn Tùng. Đơn giản là bởi chính anh thừa nhận bản thân thần tượng idol Hàn Quốc, trong khi Sơn Tùng thì liên tục từ chối. Nhờ những đoạn clip nhảy cover vũ đạo của Lisa, xin được dân tình đặt cho biệt danh Lisa Việt Nam. Sau nhiều lần gây bão bởi ngoại hình xinh xắn, phong cách chất lừ, những bước nhảy chuyên nghiệp, hot girl TikTok bỗng bị chỉ trích bởi hình ngoài đời khác với hình sống ảo. Nhiều người nhảy vào chê thậm tệ nhan sắc thực của cô nàng. Chưa dừng lại ở đó, xin cũng nhiệt tình đáp trả, phản pháo ý kiến dư luận. Cô cho rằng bản thân chưa từng mượn ai phải gọi mình là Lisa bản Việt. Trong khi đó, nhiều người mỉa mai cô nàng, cho rằng lúc được khen ngợi giống Lisa thì không từ chối, nhận hết về mình để nổi tiếng, đến khi bị chê thì lại đổ lỗi cho dân mạng. Có thể thấy, Lisa, Z-Dragon dường như vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho một vài nghệ sĩ Việt trong phong cách biểu diễn cho tới thời trang. Dù học hỏi ít hay nhiều, họ vẫn gây ra những tranh cãi và chẳng thể nào làm hài lòng công chúng.